giới thiệu với quý vị một căn nhà mà siêu rộng rãi, cả ngõ là 52m², siêu rộng mà giá cực kỳ là rẻ nha mọi người. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà đầy thực tế luôn. Hướng nhà là hướng Đông Bắc, diện tích cả nhà và ngõ đi riêng, sân riêng, cổng riêng là có cái giá 2.050.000.000 đồng thôi mọi người ơi. Tuy nhiên với cái căn nhà này thì ngõ thực tế vào nhà nó chỉ khoảng tầm 1.3 m mọi người ạ. Nó có một cái nhược điểm duy nhất là như thế. Và đây là cái đường ngõ vào nhà riêng của căn nhà Ngọc Ánh đang quay, cách với đường ô tô khoảng tầm 100m là ra tới đường ô tô. Và giá bán của căn nhà này 2.050.000.000 đồng thôi mọi người ạ. Diện tích rộng, sử dụng riêng, rất là hợp lý, gần như là độc lập một căn. Và đây là căn nhà này. Vị trí là thuộc đường Hòa Bình, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Mời người theo em vào khám phá cụ thể căn nhà này, xem ngôi nhà này thiết kế ra sao với cái giá chào bán rẻ như thế. 2.050.000.000 đồng quý vị có thể chi trả trước 800 triệu tiền mặt. Phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa là 35 năm, tối thiểu là 3 năm với những cái lãi suất ưu đãi nhất đến từ những ngân hàng uy tín nhất. Ví dụ như BIDV, rồi là bên Liên Việt Sport Bank, PG Bank, Techcombank. Đây là cái phần cửa chính của ngôi nhà. Đây, thực tế thiết kế cho quý vị. Đây là cửa chính, hai lớp. Bên ngoài nó có một lớp cửa sắt sơn tĩnh điện nữa nhưng mà chủ nhà chưa lắp mọi người nhé. Và đây, bên cạnh là có một chiếc cửa sổ nho nhỏ xinh xắn. Tuy nhiên, cũng là để lấy thoáng. Mặt tiền của ngôi nhà này thì nó hơn 4m quý vị ạ. Đây ngoài đang đứng là phần tầng 1, phòng khách, phòng bếp, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện đều đã được lắp đặt xong đầy đủ chi tiết hết cho quý vị rồi. Theo hiện trạng, ngôi nhà này có thể dọn đồ về và ở ngay, vừa mới dọn dẹp vệ sinh xong hết mọi người nhé. Đó, hồ sơ điện, hồ sơ nước riêng biệt từng căn, giá bán 2.050.000.000 đồng cho một cái căn nhà này. Cả nhà và đất 4 tầng, diện tích thực tế trên sổ đỏ là 51.9m, cả nhà và ngõ. Nếu như cái nhà này thực tế thì xây dựng khoảng tầm 33m, phần còn lại là ngõ quý vị ạ. Đây là cái phần tủ bếp. Tủ bếp của ngôi nhà thì thiết kế toàn bộ cho quý vị ở đây là tủ gỗ MDF lõi xanh, chống cong vênh, độ bền từ 8 đến 12 năm. Và với cái hai cái tông màu cũng khá là hợp lý, màu trắng và màu nâu, rất là tinh tế. Xung quanh bếp thì là ốp kính và mặt bếp thì là ốp đá granite. Với căn nhà này, phụ kiện bếp đều đã được lắp đặt đầy đủ cho quý vị rồi. Với phần tầng 1 ngoài phòng khách, phòng bếp thì vẫn còn một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này đáp ứng đầy đủ công năng cho quý vị sử dụng ở phía dưới tầng 1 thôi. Đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà này. Từ vị trí ngôi nhà này, quý vị sẽ phù hợp đi làm ở đâu ạ? Đi làm ở Hà Đông, đi làm theo trục đường Tố Hữu Lê Văn Lương kéo dài, phạm vi bán kính 10km đổ lại ở đường Hà Nội là quá ok rồi. Sổ đỏ đầy đủ, quan trọng nhất Ngọc Ánh xin nhấn mạnh và chia sẻ lại cho quý vị. Nhà Tốt 100% chào bán những căn nhà sổ đỏ chuẩn chỉnh, giấy phép xây dựng chuẩn chỉnh cho quý vị. Đặc biệt là luôn luôn hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Giá bán 100% từ chủ đầu tư đưa tới tay khách hàng. Nếu như giá bán có tăng thì Ngọc Ánh sẽ quay và review lại. Và kể cả là nếu như có giảm thì Ngọc Ánh cũng sẽ chia sẻ luôn để cho quý vị biết kịp thời luôn. Toàn bộ hệ thống tay vịn từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 thiết kế ở đây là toàn bộ là gỗ. Mặt bậc của bậc cầu thang thì là ốp đá hoa cải. Với cái căn nhà này thì đặc biệt tiếp theo gần với lại cuối đường Tố Hữu Lê Văn Lương kéo dài, gần với Đại học Phenica, gần với bến xe Yên Nghĩa, gần với trục đường quốc lộ 6 chuẩn bị mở từ 2 làn sang 4 làn. Giao thông đi lại có thuận tiện không ạ? Quá là thuận tiện. Giá bán rẻ không ạ? Quá là rẻ luôn. Đấy, ngoài đã review cụ thể tầng 1 cho quý vị rồi. Sau đây, mời người theo em lên khám phá các tầng phía trên. Với cái căn nhà giá rẻ này, tầng 1 thiết kế như thế thì tầng 2, tầng 3 thiết kế giống hệt nhau. Mỗi một tầng thiết kế gồm một phòng ngủ siêu rộng cho quý vị. Đây, phòng ngủ rộng theo chiều sâu. Đây quý vị nhá, rất là rộng. Thiết kế mỗi tầng một phòng ngủ rất là thoáng. Ánh sáng ngập tràn vào trong không gian phòng, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện đều đã được lắp đặt đầy đủ. Đó. Yên tĩnh.
không gian thì trong lành, xung quanh không khí rất là trong lành, dân cư đông đúc quý vị ạ. Đây là phòng vệ sinh ở phía tầng 2. Đó, đầy đủ hết cho quý vị. Và phòng vệ sinh rất là rộng mọi người nhé. Rất là rộng, được chủ nhà ốp gạch 30-60 lên trên tới 2/3 của trần rồi. Đây, ở dưới chân Ngọc Ánh thì lát cái đá sỏi này khá là đẹp mắt. Cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ và cửa nhà vệ sinh thì thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Mời quý theo em lên khám phá tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 2 thiết kế một phòng ngủ siêu rộng thì tầng 3 chủ nhà có thiết kế khác nghiêm một chút, đó là thiết kế hai phòng ngủ đây mọi người nhé. Đây là phòng ngủ đầu tiên ở trên phía tầng 3. Như vậy lên trên phía tầng 3 này là có 3 phòng ngủ với cái căn nhà này, tầng 1, tầng 2, tầng 3, 3 phòng vệ sinh. Đây là phòng ngủ tiếp theo. Với cái phòng ngủ tầng 2 nó rộng, chỉ khác trên tầng 3 là chia đôi ra thôi mọi người ạ. Ngăn đôi ra thành hai phòng, nếu như mà nhà mình có 3 thế hệ ở sinh sống thì vẫn cứ là phù hợp cho hộ gia đình ở và sinh hoạt mọi người ơi. Đầy đủ công năng phòng vệ sinh ở phía tầng 3 đây. Đó. Cửa sổ trong nhà vệ sinh thông thoáng, bồn cầu sen tắm, công năng sử dụng phù hợp theo từng tầng. Và mời mọi theo em lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà 2.050.000.000 đồng này. Và với cái tầng 4 của ngôi nhà thì ở đây chủ nhà thiết kế cho mình một ô giếng trời để lấy ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tiếp theo, ở trên tầng 4 thiết kế công năng khá là hài hòa và hợp lý. Đây là khu vực để máy giặt riêng. Và đây là phòng thờ riêng của ngôi nhà. Đó. Đây là phòng thờ riêng, phần còn lại thì chắc chắn là sân phơi riêng mọi người ạ. Đây là phần sân phơi. Đây quý vị thấy không? Xung quanh dân cư đông đúc, vị trí giao thông đi lại thuận tiện. Quý vị cũng Ngọc Ánh cũng đã chia sẻ cho quý vị rồi, nó sẽ phù hợp với quý vị nào đi làm ở Hà Đông hoặc theo cái trục đường Tố Hữu Lê Văn Lương kéo dài phạm vi 10 km quay trở lại thôi. Nếu như quý vị mà có xem được cái video này thì quý vị có thể áng chừng được cái quãng đường đi làm của mình, xem cái vị trí mình đi làm, con cái đi học đi hành nó có thuận tiện hay không, và cái tầm tài chính nó có phù hợp với lại gia đình mình hay không, thì có thể liên hệ trực tiếp với Nhà Tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình để em có thể tư vấn và lựa chọn cho quý vị được những cái căn nhà ưng ý nhất. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.